Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Dạ thì hôm nay là 31 tháng 5 năm 2023 cô chú anh chị. Hôm nay là cuối tháng rồi. Giờ này là 5 giờ 7 phút thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2023. Cái giọng em hình như nó lạc lạc sao ta. Nó khàn khàn sao. Em hôm nay thì em cũng lại đến mộ của cậu Năm để chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết được thông tin mộ cậu Năm. Thì mộ thì cũng đã lắp xong rồi, chỉ còn công đoạn cuối cùng nữa là dán cái hình vào và khắc cái chữ nữa là xong rồi cô chú anh chị. Mấy ngày qua thì ở mộ cậu Năm có rất là nhiều cái sự gọi là niềm vui trái ngược lại với ở nhà của cậu Năm. Thì ở nhà cậu Năm thì cả nhà cũng biết là có nhiều cái sự biến đổi, còn ở mộ thì có nhiều cái niềm vui, đúng không cô chú anh chị? Nó trái ngược nhau hoàn toàn, một hai điều nó khác nhau hoàn toàn. Ở nhà buồn bao nhiêu thì ở mộ vui bấy nhiêu cả nhà. Thật sự mà nói em cũng rất là mừng ở đây là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì khán giả cũng không bỏ cậu Năm buồn lẻ loi. Thôi thì đây em giới thiệu với cả nhà, buổi sáng thì cũng như mọi khi, một bình trà nóng, một cái bánh bông lan. Bên cạnh đó thì lâu rồi em cũng chưa có mua cà phê sữa cho cậu Năm, nên hôm nay em quyết định mua thêm một ly cà phê sữa, uống cà phê, ăn bánh bông lan, rồi kèm với lại trà nóng ha. Rồi em mời cô chú anh chị và các bạn đi vào bên trong để em chia sẻ buổi sáng ở mộ cậu Năm Vũ Linh cho cả nhà xem ha. Và một chút xíu nữa em sẽ hồi hướng đọc kinh. Cô chú anh chị nào biết đọc kinh mà thương cậu Năm thì hãy cùng em hồi hướng ha, để em chia sẻ đến cô chú anh chị mình. Tới mộ nè cả nhà, mộ của cậu Năm thì cả nhà thấy ha, sáng sớm thì cũng có mọi người vô mấy người rồi. Thì trên bàn thờ thì em thấy wow, bên đây có cái gì lạ lạ gì, cái bình nước này có ai lạ lạ gì, của chị Nhi hay gì? Cái nóng hả? Wow, bữa nay chị Nhi thay đổi ha. Cà phê nóng, nước ai chăm, chị chăm hả? Nước 15 mét. Lâu chưa? Không nhớ mới chăm. Rồi, xíu nữa, để cho cậu uống đi xíu nữa em xin phép thay trà. Thì đây hai cái nha. Đèn trên bàn thờ của cậu thì sáng lung linh ha, rất là ấm áp luôn. Nó hai bên thì đèn thì đây nè, wow, một dọc luôn. Hôm qua em đốt thêm 2, 4, 6, 8, 9 cây, 2, 4, 6, 8, 9, 10 cây luôn mỗi bên đó, rất là ấm áp luôn cô chú anh chị. Dạ cậu ơi, con mới vừa đến luôn cậu ơi, không biết tối hôm qua thì cậu lạnh không chứ con ở phòng còn lạnh quá cậu. Hả? Con mình lạnh rồi, bây giờ để em đi vào em kiếm cái gì để bánh lên cho cậu ha. Thank you.
đây cả nhà. Buổi sáng thì bữa nay em có mua thêm ly cà phê sữa đá từ cậu Năm, lâu lâu đổi món một xíu, tại vì lâu rồi em cũng không mua cà phê sữa đá, em cho cậu Năm uống trà nóng thôi. Hôm nay em mua thêm thôi. Hình như là mình qua mình nói lộn Việt Kiều Mỹ á, chuyện này là Việt Kiều Đức á. Dạ đúng rồi chị. Ừ, Việt Kiều Đức. Tên chỉ là Tàu còn nhớ không? Không chị. Tên nước ngoài á, có nhớ. Việt Kiều Đức á, tại hôm qua làm clip á, chưa lộn, nói lộn là Việt Kiều Mỹ. Nhưng mà đi xin giấy chứng tại video. Đây là cái bánh bông lan của chú anh chị. Còn đây là bình trà nóng em tự pha ở nhà. Thì trên bàn thờ thì em thấy có nước chanh mới rồi. Thì đợi em đọc xong một hồi kinh ha, rồi sau đó em sẽ xin phép thay trà nóng cho cậu ha cả nhà. Tạm thời mình để đây đi. Trước tiên thì mời cậu uống cà phê với ăn bánh như trước ha cả nhà. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em hồi hướng cho cậu Năm một chút xíu nha cả nhà. Buổi sáng cô chú anh chị nào mà biết đọc chú đại bi hãy cùng em đọc nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube Tài 66 Vlog. Cùng với các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước nguyện cho hương linh Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác. Sinh năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cùng với lãnh đặng các hương linh trong nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương sớm được vãng sanh về cực lạc với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đá Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đới Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia Ma Ha Tạc Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tạc Bà Ra Phật Duệ Sô Đắc Na Đắc Tọa. Nam mô Tất Kiến Lạc Đọa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đới Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cảnh Trì Hê Rị Ma Ha Bằng Đa Sa Mễ Tạc Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thề Dựng Tạc Bà Tạc Đa. Nam A Bà Già Má Phật Đặt Đầu Đá Tiện Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tạc Đọa Tắc bà tắc bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đại dần câu lô yết mông độ lô phật xà giá đế ma ha phật xà giá đế đà ra địa điện ni thất phật ra gia giá ra mà phật ma ra một cái lời y hay thất na ra xâm phật ra xá lợi phật xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rị
ta ra ta ra tắc trì tắc trì tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ dưới đế thì dạ nó ra cảnh trì trì sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma tắc đà dạ ta bà ha tắc càng vũ ngài tắc bàn cả dạ ta bà ha na ra na cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng một thời gian ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ba đà yết tắc đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lại yết ra ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết giới xuất bàn ra dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bậc đại dạ ta bà ha an tăng điện đô mặt ra ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bậc đại dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tắc độ bà gia ma ha tắc độ bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tắc bà ra phật duệ sô đắc na đắc tọa nam mô tất kiến lạc đọa y mong ma di đà bà lô kiết đế thức phật ra lăng đà bàn nam mô na ra cảnh trì hơi rị ma ha bằng đa sa mễ tắc bà á tha đậu vô bằng á thầy dựng tắc bà tắc đa nam ma bà già ma phật đặt đầu đắc điện tha án a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tắc tọa tắc bà ma ra ma hê rị đại dựng cô lô yết mông độ lô phật xà giá đế ma ha phật xà giá đế đà ra địa rị ni thất phật ra giá ra mà phật ma ra một đế lệ y hê thất na ra xâm phật ra xả lợi phật sa phật xâm phật ra xả gia hô lô hê lị hê rị hê ta ra tắc trì tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ dí đế dị dạ na na ra cảnh trì địa rị sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma ha tắc đà dạ ta bà ha tắc đà vô ngài thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng một thời gian ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ba đại tắc đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đại ra dạ ta bà ha ma bà lợi ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đã ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bàn ra dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bậc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đại mặt đại dạ tắc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra bậc đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tắc độ bà gia ma ha tắc độ bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tắc bà ra phật duệ sô đắc na đắc tọa nam mô tất kiến lạc đọa y mong a di đà bà lô kiết đế thức phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hơi rị ma ha bằng đá sa mễ tắc bà a tha đậu vô bằng a thề dựng tắc bà tắc đa nam ma bà già ma phật đặt tàu đắc điện tha an a bà lô hê lô ca đế ca ra đế duy hê rị ma ha bồ đề tắc bà ma ra ma hê rị đại dựng cô lô yết mông độ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đại ra địa điện ni thất phật ra gia ra mà phật ma ra một đế lệ y hai thất na ra xâm phật ra xa lợi phật xâm phật ra xa gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tắc trì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ dí đế dị dạ na ra cảnh trì địa địa sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma ha tắc đà dạ ta bà ha tắc ra tăng tắc bằng ra dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng một thế gia ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ba đại tắc đà dạ ta na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lại ít ra gia dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra bậc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra bậc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đà dạ bậc đà dạ ta bà ha nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hương linh võ dân ngoan pháp danh tâm giác sinh năm 1958 mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 cùng với các hương linh đặng đặng các hương linh trong nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương sớm được vãng sanh về với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Long 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 long
Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì mới em mới đọc xong một hồi, ba hồi chú đại bi. Thì cái nước này hồi sáng thì cũng có bạn 15 hết, thì cũng cũng chăm cũng khá là lâu rồi, nên em xin phép thay nước trà nha cô chú anh chị. Bây giờ cũng nãy giờ cũng khá lâu ha, bây giờ mình xin phép thay nước ha cả nhà. Đây là mời con mời nước trà cậu Năm. Sáng cậu Năm uống cà phê sữa và uống nước trà. Trà này là trà nóng mà con tự tay pha ở nhà của cậu Năm. Nhìn màu cũng khá là đẹp ha. Bên cạnh đó thì có bánh bông lan, ly cà phê ha. Đó. Còn lại thì đậy lại có thể là uống được cả ngày luôn cô chú anh chị và các bạn. Để em mời cậu Năm một điếu thuốc buổi sáng đó. Có cô chú anh chị nói buổi sáng em thắp nhang tụng kinh mà quên mời cậu Năm điếu thuốc. Chị Nhi kéo giùm một miếng coi, chị biết hút không? Em không biết hút, hút rồi nó đắng cái miệng, chị hút bình em miếng. Mà bây giờ của tới là tới vài bữa nữa thì có mai luôn. Nay coi chị có luôn không chị? Mai là có. Thì chú rất là thích mai. Nó chị em cầm là chị gắm luôn. Vậy luôn. Em thì em không biết hút thuốc, hút vô cho nó đắng đắng cái miệng thôi, chịu không được. Dạ, con mời cô Năm một điếu thuốc ha. Thì cũng xong rồi cô chú anh chị ơi. Em đi qua bên đây cho cả nhà. Em vừa đọc một hồi kinh xong thì tại vì hoa bữa nay á, vào đây á, hoa thì rất là ít ha. Và bên cạnh đó thì hoa được xếp vô đây nè. Rồi sáng cái đem ra tới bên đây, xếp đây, rồi đem qua đây. Đó, qua đây. Thì nó rất là gọn ha, rất là nhanh. Đây. Đó. Đây cả nhà. Thì bây giờ mọi người cũng xếp xong rồi, em đi kiếm cái gì đó lau cái gì ta? Lau mộ đi. Tôi mới đọc kinh xong, mấy ông làm xong hết rồi. Hôm qua thì có chị Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh đem xuống cho để trên mộ cậu, mấy anh em ở đây có mấy cái bịch khăn ướt đó. Để em cứ coi nằm đâu, cho nằm đây. Chị Ngọc hôm qua là cái chị mà lao mộ hôm qua đó các bạn. Chị cao cao mặc áo trắng đó. Chị đó cũng rất là thương cậu Năm luôn. Và chị ấy cũng là đồng hương của em đó, ở Đồng Tháp đó. Đây, chị có đem mấy cái bịch. Đúng rồi. Chị có đem mấy cái bịch này xuống rồi. Cảm ơn chị nha, em cảm ơn chị. Chị nói là để chị nghiên cứu, chị mua mấy cái dung dịch để lau đá đó cả nhà. Dung dịch gọi là để lọc đá, để lau cho nó bóng hơn. Thì mà trước mắt thì mình xài cái này trước đi rồi tính sau nữa. Vô đường nào đây? Đây. Tạm thời mở này ra vô đây trước đi. Đèn sáng lung linh. Lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh. Dạ. Càng ngu ngào thì có biết hát đâu. Thấy đèn ánh sáng lung linh á, hát bài lung linh gì. Hát chơi gì có biết hát đâu. Mình làm mồ rồi cho nó. Cái này
Thì bắt đầu đó. Ông đó sáng nay ông lên hoài luôn đó. Tại vì á qua là về á là họ mà cờ qua này khéo quá là cho lên hoài luôn. Mà có để bị che mất. Sáng giờ coi hả? Trời ơi quá trời nhang. Yeah. Thấy đó điều bất thường không? Chứng tỏ là đêm qua có người vào đây rất là nhiều, nên rất là nhiều video. Qua nhiều người lửa lớn rồi, em có xem video của anh không? Cũng chiều tối á. Chiều tối hả? Thôi ồ quá trời, chỉ cần giải luôn. Cái giả nói lửa cách ngay cái giờ này mà cũng có còn người vậy. Còn người quay. Rồi. Hôm lúc mà anh về là có người vô cúng chay nữa. Cúng chay nữa hả? Ừ. Có người vô cúng chay với tối hả? Ừ. Qua tại vì thì hai chiếc xe hơi đó. Không, người khác nữa. Để đây nha, để đây. Mà để đây, để đây. Mà anh có quay. Để đây, để con tiễn nhau. Chưa chưa thấy cậu năm kết thúc của cậu năm năng lượng tốt của cậu năm tỏ đi khắp thế giới rất là tích cực truyền tải cái năng lượng tốt đến toàn thể khán giả. Đây là cuốn album của cậu năm nữa cả nhà. Đúng ra nó phải không đúng rồi. Để đây. Cái này đúng ra bây giờ đi trong luôn ha. Mai mốt là sẽ có hỏi là xin hoa nữa. Mình giờ đây nè. Đúng không? Thật là vậy. Giờ cái này đi cũng phải là mua nhất để mình hàng hoa đây nữa. Đó luôn. Thế em nghĩ đó. Cái chậu con trang mình để ở đây. Để cái này nè. Ở góc bên đây mà. Để góc này đi. Giờ mình ở kia tự nhiên cái bị che mắt rồi. Nó có đẹp đâu. Thôi thì mình lấy ra nè. Mình lấy chậu trang ra. Mình chờ chút nữa. Chứ mình để miếng tấm hình rồi. Coi như mắt rồi. Cái đó là để tạm thôi. Mà sao là phải cố định như vậy nó có thường biết tình thì nó phải giờ qua kia đi đúng rồi tự nhiên mình đã bị án mất tiêu rồi giờ qua kia đi đó thì anh nghĩ qua bên đây chậu qua bên kia phải chậu tại mình để đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thẳng ba luôn rồi. Thôi đó. Đây mẹ nó. Đây là đáp luôn rồi. Bây giờ chiến đoàn chạy ba cái nhà ở đây. Bây giờ mình tưới mấy cái cây bonsai này ha. Cái này mình phải tưới ba lần luôn á. Thấy mấy cây hoa do là thứ ba lần cho nên là phải cắt ba con. Một con bỏ nó qua ai nữa rồi. Chưa chừng. Cái hoa này sáng nay phải sắp xếp lại mới được. Chứ hình như là thấy hôm qua là cản đường dữ lắm. Ha. Hôm qua là vô không được. Bánh sớm mà chị Nhi. Nào thì nói cứ buổi trưa cứ tưới thì mà tưới ít thôi. Dạ, vậy là tưới chưa tưới ít. Rồi xong rồi cô chú chị ơi, lau mồ cho cậu Năm xong rồi. Nhà sạch sẽ. Qua đây mình dọn chiến trường của mình. Rác nè. Mấy cái là khăn lau một lần là bỏ cả nhà chứ không có lau đi lau lại. Cậu Năm là phải vip bro. Cậu Năm là phải vip bro chứ không được lau đi lau lại. Hết khăn ướt có chị Ngọc lo. Hai chị Ngọc. Chị Ngọc mà xem được cái video này của em á thì chị Ngọc cười chết luôn. Đây là thùng rác. Ủa mấy cái này bỏ gì vậy? Chị Nhi, em thấy ai bỏ đây phải không? Cái này bỏ hả? Cái này lát nữa đốt cái mình đem ra ngoài cho cô chú thắp nhang. Sao mà cái đèn cày này ngổ quá, mỗi lần nó bị cái tim nó sao? Qua
bên đây thôi cô chú anh chị, qua bên đây coi mộ của Thanh Trùng Huệ, thắp hương cho cô Huệ, thắp hương cho cô Huệ ha. Wow, buổi sáng có hai cây đèn cầy, sáng quá cô Huệ ơi, con cũng mới tới cô Huệ ơi. Sáng giờ con lau mộ bên cậu Năm, một chút xíu nữa thì có chị Nhung tới lau mộ cho cô nha. Chị Nhung á, công việc này không phải của chị Nhung, chị Tuyết Nhung á, mà chị Nhung thương cô nên thôi thì nhường phần đó cho chị Nhung lau ha. Bây giờ con thắp hương cho cô Huệ thôi, rồi để qua bên kia coi còn làm cái gì được nữa hay không, để lo gọi là chăm sóc một phần cho cậu Năm Vũ Linh. Thời gian thì cũng không còn bao lâu nữa đâu, em cảm nhận, con cảm nhận được điều đó là không còn bao lâu nữa đâu, thì chúng con cũng phải rời xa nơi này rồi. Thì còn bây giờ còn ở lại làm được cái gì thì làm thôi cô Huệ ơi. Con gửi cô Huệ ba nén hương nha. Xong đứng lên ta. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Văn Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài cùng với các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog nguyện cho hương linh Bùi Thị Huệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, pháp danh Diệu Định, sinh năm 1954, mất năm 2021, sớm được vãng sanh bởi vậy Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cũng thắp hương cho cô Huệ xong rồi cô chú anh chị ơi. Thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo của em. Thì video tiếp theo của em thì em qua bên mộ cô Năm coi còn cái gì để mình làm nữa hay không, để trang trí lại sân khấu cho cậu Năm. Chào đón khán giả tới, hôm nay là thứ tư nên em nghĩ là khán giả tới cũng đông đó cô chú anh chị. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ em nha, để em tiếp thêm một cái động lực nào đó, em có thể tiếp tục ở đây hàng ngày để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những cái video hay, ý nghĩa tại mộ của cậu Năm Vũ Linh. Còn bây giờ thì em xin phép xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công. Chúc tất cả các cô chú anh chị trong và ngoài nước có một cái ngày cuối tháng thu hoạch được nhiều thành công, thắng lợi và nhiều may mắn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.